Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đã đi ngang qua mấy vấn đề, mình cũng cố gắng chia sẻ để cho các vị có thể khởi phát được Bồ Đề Tâm và củng cố cái năng lực tu của chính tự thân, hầu không có bị phí phạm một đời ở trần gian này. Những vấn đề chúng ta đi ngang qua gồm có xác định cái bản hoài của mình và cái việc cần phải làm để cho nó hoàn thiện cái vai trò của một người tu. Thế là hôm nay vấn đề chúng ta cần đi vô, và mình nghĩ đây là một vấn đề chung cho người tu chứ không riêng gì người xuất gia hay là cư sĩ chi cả. Cái chủ đề chúng ta hôm nay là con đường tu tập. Vấn đề này nó khá là quen thân với chúng ta. Tây phương nó có một câu ngạn ngữ rất là hay. Các vị có biết câu ngạn ngữ gì không? Cái câu này nó không phải của đạo Phật nha. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã cả, phải không? Cái văn hóa Tây phương đó là văn hóa Kitô. Và cái điều này, thưa các vị, mình hình dung rằng đối với người Mỹ chẳng hạn, đành rằng Thánh Kinh đối với họ nó cũng vô cùng là bình thường, nó không có gì là nghiêm trọng. Gọi là Thánh Kinh nhưng mà họ coi nó là một cuốn sách thôi. Thế nhưng mà không có một vị Tổng thống Mỹ nào tuyên bố nhậm chức trong cái ngày lễ đăng quang mà không đặt tay lên Thánh Kinh để thề trước quốc dân Mỹ cả. Và người ta tổng kết rằng một cái cuốn sách ít đọc nhất, tức là ít được đọc nhất, nhưng mà lại được bán chạy nhất trên hành tinh này là cuốn Thánh Kinh ngay. Nhà nào cũng có. Thậm chí là có lần tôi qua bên Canada, một khóa tu bên kia, hai huynh đệ tôi không ở chùa cũng không ở nhà cư sĩ mà nhờ các vị họ mướn một cái phòng ngủ, phòng trọ thôi. Thế rồi lên kéo học tủ của phòng trọ ra thì cũng có một cuốn Thánh Kinh. Và hai cái giường ngủ thì hai cuốn Thánh Kinh. Và câu nói rất đúng đó là không có cuốn sách nào người ta ít đọc nhất mà lại bán chạy nhất là cuốn Thánh Kinh. Tại vì từ quá khứ nhiều trăm năm về trước cho tới năm nay, thưa các vị, người ta đều in Thánh Kinh ra. Và do vậy cho nên cái điều chúng ta trở lại, thưa các vị, văn hóa Tây phương là văn hóa của Kitô. Thế cho nên cái câu này nó cũng hàm cái nghĩa giống như đạo Phật chúng ta nói, đường nào cũng đường đến đến đâu. Cái từ này người ta thay nó bằng nhiều từ nhé. Đường nào cũng đến bảo sở, đường nào cũng đạt đến chân như, đường nào cũng đạt đến quả vị niết bàn, đường nào cũng thành đạt được Phật quả. Trong cái từ ngữ thiền tông người xưa, các vị, ngàn vạn phương tiện, ngàn vạn pháp môn để các vị đi thẳng vào đầu nguồn tâm thức của các vị, nơi cái bản thể không sinh không diệt của các vị. Thế nhưng mà ta hỏi với nhau có thực như vậy không? Đường nào cũng đi đến không? Có câu chuyện vui thế này mình kể cho các vị nghe. Anh kia anh hỏi một người khách đi xe ngang, hỏi: "Thưa ông, từ đây vô thị trấn bao nhiêu phút?" Ông kia nói: "30 phút." "Thế thì ông vui lòng cho tôi quá vậy." Các anh leo lên xe, đi nửa giờ thấy dường như còn xa lắc và thành phố dường như là chưa có cái vẻ chi là nhộn nhịp cả. Anh hỏi: "Chứ ông nói là 30 phút, thế rồi bây giờ còn bao nhiêu phút nữa tới?" Ông nói: "Bây giờ còn 1 tiếng nữa tới." Hỏi: "Tại sao?" "Tại vì tôi đang đi ra thành phố mà ông quá gian cho nên bây giờ phải đi ngược lại, mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa." Thưa các vị, đường nào cũng tới La Mã, đường nào cũng tới Niết Bàn, nó hàm nghĩa là các vị phải đi đúng hướng nha. Không đi đúng hướng thì không bao giờ tới, càng đi thì càng xa. Ý thứ hai, thưa các vị, rất là vui đó là thế này. Anh kia hỏi đường, một người bán bánh bên đường hỏi: "Chứ thưa ông, từ đây vô thành phố mất bao nhiêu tiếng đồng hồ?" Ông nói: "Mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Hỏi xong anh chàng bước đi, nó khoan, anh trở lại đây tôi nói anh nghe, anh mất 1 tiếng đồng hồ để vô thành phố." Nói: "Ông tại sao nói tới nói lui?" Nó: "Tại vì anh hỏi tôi bất chừng, tôi chưa thấy anh bước đi như thế nào, cho nên tôi phải nhìn bước đi của anh thì tôi mới biết rằng cái thời gian anh đến là bao nhiêu chứ." Điều này nó cho chúng ta một ý niệm chi, thưa các vị? Có thể thành phố rất gần, có thể nơi chốn của các vị sắp đến đó, trong tầm tay của các vị, hoặc bao nhiêu lâu?
trải hà sa kiếp tùy vào bước chân của các vị. Đó là hai bước chúng ta nói về cái ý niệm là đường nào cũng tới La Mã, tức là đường nào cũng tới Niết Bàn, nhưng mà đi đúng hướng hay không là một, có chịu đi hay không là hai. Thế là một ý niệm thứ ba nó tặng cho chúng ta vấn đề này, đó là chỉ con đường bên ngoài thì nó dài dằng dặc, nhưng mà con đường đi về bên trong nội tâm của các vị thì bao nhiêu lâu? Thưa các vị, nếu người ta thấu đạt được nẻo về, thấu đạt được nguồn tâm, thể hội được đạo thì nó trong một tróc tay vậy nghe, tróc tay vậy. Trong một đường tơ kẻ tóc, trong một tróc tay, cho nên người xưa tuyên bố một câu là kiến tánh thì thành Phật. Cái từ này nó rất là hay mà đôi khi chúng ta lại quên, kiến tánh thành Phật. Ý thứ ba mình cũng thưa là thế này. Con đường vật lý thì nó có cái chiều dài nhất định. Con đường của nghiệp thức, của tâm thức các vị thì nó có chiều dài dài hơn con đường vật lý gấp triệu lần. Thế nhưng mà con đường tâm thức, con đường thể hội đạo, có khi nó vượt luôn cả cái chiều dài mà chúng ta đo bằng thời gian. Nó vượt luôn cả cái không gian chúng ta đo bằng cái chiều dài của vật lý. Thế thì cái điều nói lại nơi đây thưa các vị là không phải con đường nào cũng đến La Mã, mà tùy vào, thứ nhất là tùy vào anh đi đúng hướng hay không, tùy vào năng lực của anh bước hay không, rồi tùy vào cái chi nữa, khả năng liễu ngộ của anh, tức là cái phẩm chất trí tuệ của anh, cái duyên lành của anh. Cho nên có những con đường dẫn ta đi ngút ngàn trong cõi tử sinh, có con đường dẫn chúng ta đi loanh quanh mất một đời, mất nhiều đời không thấy được ánh sáng chánh pháp. Thế nhưng mà nếu người có duyên mai thì trong một đời họ nhận ra được con đường tu thì họ có thể thành đạt được đạo hạnh, thành đạt được giải thoát, thành đạt được năng lực trí tuệ hiện tiền và chứng nghiệm được pháp thân đó. Chuyện này nó tùy vào cơ duyên của từng người, nó tùy vào cái niềm đam mê tu tập của từng người nữa, chứ không nhất thiết rằng là chúng ta phải tuân theo những điều mà các vị pháp sư nương vào văn tự chữ nghĩa giải thích. Đa phần chúng ta học lý, học trên văn tự chữ nghĩa, và hai điều nó phải cùng có mặt, nghĩa là anh học để thâm nhập được kinh điển lời dạy của Thế Tôn, và anh phải ứng dụng hành trì. Nếu hợp hai điều này lại thì cái con đường nó vô cùng ngắn, và có thể trong một đời này liễu quyết xong việc tử sinh. Nếu anh chỉ học để lý giải, có được cái sự hiểu biết Phật Pháp ba mớ để làm đau thương kiếm kích đâm chém với nhau, hoặc tranh luận với nhau, hoặc lý sự với nhau, hoặc là khoe mẽ sự hiểu biết của mình trong khi không hành trì, không khởi được bồ đề tâm và nhiệt tình tu, thì thưa các vị, nó là cái tai họa của chính tự thân người học, tai họa cho đạo luôn. Nếu ta học mà ta tu, thưa các vị, với người tu sĩ thật hay là với người cư sĩ thật á, khi các vị hiểu đạo rồi thì thầm lặng tu tập, và cái điều cần phải làm đó là chi? Tánh nó rất thuần á, tâm rất là thuần, rất là an, rất là thuần, rất là khiêm tốn, rất là dễ thương. Cái nhu cầu tu nó cần, chứ không phải nhu cầu khoe mẽ về chuyện mình hiểu lý là cần. Và trên nguyên tắc thì càng tu càng thuần, tâm càng mềm, càng dịu, càng khiêm cung, càng dễ thương. Càng điều phục tâm thì tâm người ta càng thuần hòa. Chứ không có chuyện là càng điều phục tâm càng tu rồi người đó trái chứng trở trời hay là phiền não dễ đầy. Không có chuyện đó. Cái đó là đi ngược. Thế cho nên thưa các vị, có năng lực trí tuệ thấu đạt được đường đi thì cái con đường không phải là xa. Đó là tầng thứ nhất ta nói về ba yếu tố để nhận ra một điều, đó là con đường nào cũng có thể đi đến với những cái yếu tố có năng lực trí tuệ, thấy đúng được hướng đi và có năng lực để đi. Thế rồi quy chiếu nó vào trong đạo. Nãy giờ thì nói linh tinh thôi. Điều thứ hai, con đường của Phật dạy nó có hai phần. Cái phần là pháp phương tiện, thứ hai là thật pháp. Phương tiện là gì? Tức là mình nương vào một cái cách thế để hành trì, để thành đạt, để thuần thục được tâm. Cách thứ hai
là trực tiếp thể hội và đi thẳng vào con đường hành trì của Phật muốn chỉ, chứ không có cần qua một cái phương tiện chi cả. Ví dụ phiền não nghiệp chướng mình còn dẫy đầy, mình không thể đem cái tâm thức lang thang chạy ngược chạy xuôi ngàn vạn nẻo về để cho nó có chút định lực nào. Thế cho nên mình đến chùa mình yêu cầu là dạy cho tôi cái phương pháp để thiền tập, dạy cho tôi làm thế nào để tâm tôi nó an tịnh. Thì các thầy nếu mà nhìn thấu căn cơ mình thì ông dạy làm chi? Thôi anh về niệm A Di Đà Phật đi, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục đừng rời một tiếng nào, cứ hít vào thở ra niệm một tiếng A Di Đà Phật. Để làm cái gì vậy? Thưa các vị, để bắt cái tâm nó ra đi ngàn vạn nẻo của các vị, nó về nó an trú được ngay một chỗ tiếng niệm A Di Đà Phật thôi, để làm cho định lực các vị có mặt, tức là cái sự tập trung có mặt, năng lực tâm không bị hao tán do thần trí của ta chạy ngược chạy xuôi lung tung. Mình hình dung điều này để thấy cái sự co giãn thân hình của các vị, bước đi của các vị, làm việc của các vị, nó chỉ đốt lại năng lượng bình thường của cơ bắp, nó không hao đời sống năng lượng của ta là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà các vị mất ngủ một đêm, trằn trọc suy tư, các vị chìm trong nỗi buồn hay là nỗi bất an một đêm, thì sáng soi gương các vị thấy mặt mày mình ra làm sao? Hốc hác, rất là tội nghiệp, chừng như là mình bỏ ăn mấy ngày. Rồi cái ví dụ này dễ hiểu nữa là thế này. Ví dụ như người ta dùng cái loại xăng bình thường thì đốt loại máy nổ để cắt cỏ, đốt máy bình thường như xe hơi chúng ta. Thế nhưng mà người ta không thể đổ loại xăng bình thường để cho phi cơ bay được. Xăng phi cơ nó nhẹ gấp nhiều lần so với cái loại nhiên liệu mà chúng ta đốt để sử dụng phương tiện đi lại trên mặt đất. Thế là người ta dùng một cái loại nhiên liệu đó là xăng để đẩy những chiếc phi thuyền vượt ngoài không gian ư? Không. Nó là một loại xăng vô cùng đặc. Và thưa các vị, cái chiếc phi thuyền khi nó vừa ngoài hành tinh, nó về lại trong trái đất này, và từ trái đất này nó ra ngoài hành tinh, cái loại nhiên liệu đó nó vô cùng tinh, vô cùng mịn, chứ nó không đơn giản như chúng ta nghĩ rằng loại nhiên liệu mà chúng ta sử dụng bình thường mà được. Thế rồi có những chiếc tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ, mình hình dung là nó bồng bềnh nhiều năm trên Thái Bình Dương mà nó không cần nhiên liệu chi cả, thì các vị hình dung rằng nó dùng cái nhiên liệu chi? Nó có thể mất tới 6 tháng tới 1 năm nó không cần vào đất liền nghe. Và mình hình dung là 5.000 người trên một cái chiếc hàng không mẫu hạm, toàn bộ cái sinh hoạt vận hành như lọc từ nước biển ra để thành nước uống, và toàn bộ cái sinh hoạt của 5.000 con người trên cái chiếc hàng không mẫu hạm kia, nó vận hành gần như một cái thành phố nhỏ, máy móc nó chạy liên tục như thế mà không cần phải đổ nhiên liệu chi cả, thì các vị hình dung rằng cái nhiên liệu đó là nhiên liệu chi? Rất là tinh, rất là mịn, phải không? Bằng không thì nó chở nguyên một tàu nhiên liệu để nó vận hành thì còn nghĩa lý chi để nó chở phi cơ? Từ những ví dụ linh tinh chúng ta trở lại, thưa các vị, cơ bắp này nó chỉ cần ăn một tô cơm là làm được việc. Suy nghĩ này nó cần bao nhiêu? Cái tinh chất của máu nó luyện lọc để nó nuôi được não, để não của các vị vận hành. Nghĩa là thức ăn đối với người vận dụng tri thức để làm việc nó cần vô cùng tinh, chứ không phải như chúng ta là cái dân lao động tay chân đâu. Thế mà mình mỗi ngày mình suy nghĩ hoàn xuyên, mình vẫn vơ tâm thức mình nó luôn ngược luôn xuôi, là các vị đang làm cái việc chi cho đời sống các vị vậy? Các vị đang tàn phá đời sống mình, đang giết mình mà các vị không biết đó thôi. Tại vì mình đốt năng lượng đời mình một cách vô tội vạ, sắt thép mà còn mỏi mệt. Thử mở cái tivi tối ngày các vị sờ vào có nóng không? Nóng nhé. Và các vị xài máy móc ngay như loại máy điện toán thôi mà người ta bảo rằng nếu các vị không dùng, các vị phải tắt toàn bộ và cắt điện toàn bộ, bằng không thì nó có thể bị những cái chương trình độc hại của nó thả vào để nó xâm nhập vào máy các vị, nếu nguồn điện không cắt. Cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn để cái sức khỏe của nó hồi phục, để cái năng lực sống còn của nó bền bỉ. Máy nó là sắt thép vô hồn mà còn như thế. Thế rồi cái đầu này,
Mình hình dung là tế bào não của mình nó rất là mong manh nha. Cái tải trọng của nó chứa không phải như các vị tưởng đâu. Tức là khả năng nhũng não, khả năng bại não, khả năng suy não, khả năng làm cho chúng ta chưa già chìm trong cái tình trạng lẫn lộn, hôn mê, quên trước nhớ sau, là do vì cái tải trọng của một đời sống các vị cái chất vào đây. Điều thứ nhất là nó đốt năng lượng đời mình một cách vô tội vạ. Những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó tàn phá mình nhanh hơn là mình làm việc quần quật cả ngày. Chắc như thế. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên của pháp môn hành trì Đức Phật dạy, mình nói một vòng trở lại cái chữ này, là làm cho tâm thức các vị có một độ yên nhất định, độ lắng nhất định, hay nói cách khác là có một cái định lực nhất định để làm chi? Để đừng hao phí năng lượng, để thân các vị khỏe mạnh, để các vị mới có khả năng phát triển được năng lực trí tuệ, đi vào cái chiều sâu của pháp môn hành trì. Chứ mình đừng tưởng rằng mình tụng cái tiếng A Di Đà Phật rầm rì như thế mà là pháp môn thật của Đức Phật dạy, hay là của các vị tổ sư trong truyền thống Tịnh Tông dạy chúng ta tu. Thế nhưng mà với người tu theo Tịnh Độ Tông thì họ vô cùng chấp trước về những cái pháp hành trì như thế này. Họ nghĩ rằng là niệm A Di Đà Phật là được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương, được vô vãng phước điền, vân vân. Nhưng mà kỳ thực mình hình dung thế này để các vị thấy cái pháp môn phương tiện và thật pháp. Mình hình dung rằng cái ví dụ này mình đã nói rất nhiều lần. Ví dụ như học trò nó quá ồn, cô giáo làm cái chi? Rõ bản vậy. Học trò nó biết là đây là hiệu lệnh, phải nín. Thế là học trò nó nín, cô giáo lại không ngừng, cô giáo cứ gọi tiếp vậy. Thay vì cái tiếng ồn học trò thì bây giờ nó có một tiếng ồn khác, là tiếng ồn của rõ bản, phải không? Cũng là loại tiếng ồn như nhau, cũng là loại hao năng lượng tâm thức như nhau, cũng là loại khởi ý niệm sinh diệt như nhau. Kỳ thực nếu nhìn cho rõ thì mình niệm A Di Đà Phật, mình tụng chú hay là làm bất cứ cái chi thì các vị đang làm một việc. Một việc chi? Một việc là đang khởi tâm thức sinh diệt liên tục từng hồi. Thay vì tôi niệm A Di Đà Phật bên ngoài cho các vị nghe thì tôi không niệm, nhưng mà tôi đang thầm thì tôi tụng cái tiếng A Di Đà Phật trong đây thì tôi nghe chứ. Đúng hơn cái từ người ta dùng không phải là niệm Phật mà tụng cái danh hiệu Phật trong đây. Anh đang thầm lặng, anh tụng bên ngoài thì người khác nghe, anh tụng bên trong thì chính tự thân anh nghe, cũng là tụng danh hiệu Phật mà chưa phải là niệm. Định nghĩa cho chính xác thì niệm Phật có nghĩa là an trú ngay tâm Phật bất động của chính anh thì gọi là niệm Phật. Thế cho nên đầu tiên do vì phàm tâm của chúng ta nó lăng xăng ngược xuôi, cho nên chư tổ Tịnh Tông hay là chư tổ Thiền Tông đều bài những cái pháp phương tiện. Một là tụng kinh, hai là thầm niệm tiếng A Di Đà Phật, ba là tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, tôi biết hơi thở tôi đang đi ra, luôn mời cái năng lực nhận biết gắn liền với cái sự sinh diệt của từng hơi thở vào ra. Để làm cái gì vậy thưa các vị? Để làm cho tâm thức ngược xuôi các vị nó định lại, an trú lại ngay trạng thái một là tiếng niệm Phật, hai là lời tụng kinh, ba là từng hơi thở, để làm cho cái năng lực nhận biết của các vị dần dần nó trở thành thuần chất là một. Rồi tới một lúc ta làm cái chi kế tiếp? Buông cái phương tiện, giống người ta đi qua khỏi cầu rồi thì người ta không có quyền quay lại để sờ cái tay vịn hoài để đi qua đi lại. Qua khỏi cầu thì phải thông dong đi. Hoặc là đã qua cái giai đoạn là ốm yếu tập đi rồi thì không còn chống gậy nữa, mà bây giờ là phải đi thông dong mới là người tự do. Thế thì thưa các vị, thật pháp có nghĩa là chi? Nghĩa là an trú ngay tâm bất động. Đó là thật pháp. Mình nhận ra hai phần này thì các vị có được cái con đường vào để gọi là bước, những bước vô cùng vững chắc trên con đường thực tập nhé. Và cái điều này nó vô cùng giản dị và rất là dễ hiểu. Cái gì các vị nhìn thấy thì nó là đối tượng bị thấy, phải vậy không? Cái gì mà nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó có hình ảnh, nó mất, nó còn, dù đó là bên ngoài hay nó là bên trong tâm thức của các vị, thì nó đều là cái sinh diệt có hình tướng, có đến, có đi, có mất, có còn. Nó đều là đối tượng trước mắt ta, đối tượng của ta. Nó là đối tượng thì nó là bên ngoài ta, chứ nó không phải là tự thân ta.
Tôi ví dụ, tôi nhìn một vòng các vị trước mắt tôi nói các vị là tôi được à? Sai. Rồi tôi nhìn, đây là cái bình, đây là cái ly, tôi nói bình ly là tôi, cũng sai. Tôi nhìn thấy không gian bên ngoài, nhìn thấy mặt trời trên cao, thấy rừng cây, tôi nói nó là tôi thì cũng sai. Thế thì tôi là gì? Tôi là người thấy. Mọi vật hiển bày trước mắt tôi đều là cái bên ngoài, là cái bị tôi thấy. Điều này đúng hay là sai? Từ cái điều này quy chiếu lại bên trong. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn. Trong quá khứ cho tới hôm nay tôi chưa hề nghĩ rằng nó là cái bị tôi nhận diện, nó là cái ngoài tôi. Cho nên mỗi lần nó đến, nó đi, nó có mặt trong tôi thì tôi thấy tôi buồn nè, tôi giận nè, tôi lo âu nè, tôi bất an, tôi sầu muộn, tôi phiền não. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu mình học đạo thì cái điều đầu tiên mình phải làm cho được đó là đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền não, là cái sinh và diệt, đến và đi. Ta là người đang nhìn thấy nó, ta nhận diện được nó, phải không? Ta là người đang quan sát nó. Và khi các vị nhận diện nó, gọi tên nó, quan sát nó thì nó là chi? Nó là đối tượng bị thấy. Còn các vị là người thấy. Thế rồi nó tôi phiền não là đúng hay là sai? Vô cùng sai. Tại vì khi tôi thấy đây là cái bình, đây là cái ly, đây là cái bồ đòn tôi cũ, thì nó là cái bên ngoài tôi, nó không hề là tôi. Nó với tôi có một khoảng cách rất là rõ ràng. Tôi thấy đây là phiền não, đây là lo âu, đây là buồn, đây là giận, thì nó không phải là tôi, mà nó là một trạng thái tâm hành sinh diệt đến đi. Nó đang diễn hành trước mặt tôi. Nó là cái bị tôi nhận diện. Và nói tôi buồn quá, tôi khổ quá, tôi bất an quá thì sai nha. Ta đồng nhất ta vào nó. Và thưa các vị, mình có một chút thông minh thì mình làm được cái điều này, nó không phải khó. Có một chút thông minh thôi thì ta là thiền sư rồi đó, chứ không cần tu nhiều đâu. Cũng không cần thực tập chứ nhiều. Cái chuyện đó phải xảy ra như vậy. Xảy ra được không? Đâu có khó. Trừ khi mình khờ đến nỗi là mình đồng nhất vào nó thì quả mai mình mới chìm trong nỗi khổ thôi. Chứ còn thưa các vị, rõ ràng là các vị có khả năng nhìn được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Nó đã từng có mặt trong quá khứ, nó đã từng đọa đài mình, nó đã từng nhận chìm mình, nó đã từng hành mình đó chứ. Thế nhưng mà mình có chết đâu, mình vẫn còn sống tới bây giờ. Chứng tỏ cái chi? Chứng tỏ là nó từng đến rồi nó đi, phải không? Từng đợt sống nó đi qua, từng đợt khách nó đến và đi, còn chủ nhà thì vẫn luôn ở lại chứ. Cái điều này rất là thật, chứ không có ai mà dùng lý luận gì để cãi được điều này cả. Có điều mình quên, mình vụng về quá, mình chìm ngập trong vô minh lâu quá, cho nên mình cứ thấy mình là người khách. Mình cứ thấy mình là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đến đi sinh diệt, rồi mình đồng nhất mình vào nó. Đôi khi mình cũng biết cái điều đó rất là vô lý, nhưng mà mình lại không có gan chối từ. Tại sao? Đời sống mình mà từ chối hết những cái buồn giận thì còn có chi để mà tự hào, cho nên cần giữ nó lại, để lâu lâu làm khổ nhục kế với đời cho vui. Cuộc đời mình mà nó cứ tươi cười ra, thông dong ra, thế thì đâu có chiêu dụ được ai, đâu có mời mọc được ai, đâu có làm cho ai quan tâm mình, mà mình rất cần người ta quan tâm. Các vị hình dung rằng tôi gặp thiên hạ tôi cứ cười toe toét, tôi cứ vui ra phết, thế thì ai quan tâm làm chi? Mình làm bộ rầu rầu, làm bộ khổ khổ, người ta tự nhiên quan tâm tới à? Và cái khổ nhục kế là cái chuyện mà chúng ta học được từ bé. Không có đứa con nào mà nó chơi đùa, nó ăn vui mà bố mẹ quan tâm hết, nhưng mà nó dấp một cái rễ cây nó té, nó ngồi nó khóc sướt mướt thì bố mẹ coi nó là ông hoàng đó, quan tâm tới nó, vỗ về nó, xoa bóp nó. Rồi nó không buồn đi thì phải vác nó về. Rồi nó làm bộ nó nằm cần ở đó thì cũng phải chăm sóc nó. Rồi phải nấu cháo cho nó ăn, vân vân. Tức là phải bỏ làm mấy ngày để ở nhà coi cậu ấm nhà ta ra làm sao. Thì thưa các vị, cái nghề này mình học từ lâu nghe, không phải một đời mà học nhiều đời. Các vị hình dung rằng trong đời sống gia đình các vị cũng thế. Cái ông chồng, ông bỏ lơ mình. Thế rồi một hôm mình thấy là cái tình trạng này nếu để nó kéo dài thì coi chừng hạnh phúc mình nó bị hao mòn đi, cho nên mình nằm dùi ra đó, bữa nay không đi làm nữa, giờ bệnh à.
nằm đắp vai, không buồn ăn một buổi sáng buổi trưa là ông về ông sốt gió liền đó thưa các vị. Thế thì thưa các vị, mình muốn đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, mình thấy nó là cái điều rất cần để mình sống còn với cuộc đời. Cho nên mình không có khả năng loại trừ, không có khả năng sống được với đạo. Thế kỳ thực, giáo lý giác ngộ là một, tâm bất động của các vị là hai, tâm Phật chiếu sáng hiện tiền của các vị, đó là những tên khác. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, chỉ cần các vị ngộ ra điều này, các vị an trú ngay nơi đó được thì đang lên đường, đang trên con đường tu và không khó khăn gì cả. Người ta phải bỏ tiền ra mua một cái chương trình gì ngoài phố á, thì nó hao tiền là một, mất thì giờ đi mua về là hai, mới cài được vô máy mình để làm một cái việc như là làm cái DVD, như là làm cái CD, nhưng là làm công tác văn phòng vân vân thì phải có những cái chương trình cần thiết. Thế mà ở trong đây các vị có cần cái chương trình gì để các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương không? Có cần mua của ai không? Có cần mất thì giờ không? Cần không? Một là khi buồn, giận, ghét, thương đến thì ta là người thấy đó, thì lập tức ta cắt được phiền não khổ đau rớt ra khỏi đời ta. Hai, ta không thích làm như thế thì ta chìm ngập trong phiền não để ta chết chìm trong vô minh và nhẫn chìm mình trong ba cõi sáu đường, và nó chỉ cách nhau trong một tróc tay thôi nghe, tróc tay thôi. Ngay bây giờ ta cũng có khả năng làm được thánh nếu ta an trú được ngay cái tâm nhận biết để thấy từng cái niệm vui buồn sinh diệt trong ta. Tại ta không chịu làm nó thôi thưa các vị. Và có một câu chuyện vui nhưng mà nó rất là hay ứng dụng được trong cái công phu thiền tập. Mình kể dường như là 1001 lần rồi, nhưng mà mình thấy nó rất hay cho nên kể lại để cho các vị nhớ. Anh chàng kia được bạn mời tới tham dự một buổi dạ hội. Họ mở tiệc ra, nào là barbecue, nào là nhạc khiêu vũ tới nửa đêm, 3 giờ sáng. Anh kia anh câu cổ người bạn nói này: tôi đã có mặt đây từ 7 giờ tối cho tới giờ tôi thấy ngần đó việc, ăn ngần đó món, uống ngần đó rượu và ngần đó bài nhạc, không còn gì hơn nữa, thôi chúng ta về, chán lắm rồi. Anh nói đúng, tôi cũng thấy như anh, thôi chúng ta về. Ví như thức tới sáng thì cũng ngần đó việc. Thế là hai ông dẫn nhau ra một đoạn đường. Cái anh kia nó khoan khoan, tôi chợt nhớ, hỏi chuyện gì? Anh thì khách anh về được, còn tôi chủ nhà mà, tôi phải trở vô chứ, đâu đi về đâu được. Thưa các vị, ứng dụng vào đời sống các vị nhìn thấy là mình khờ hơn cái anh chàng say rượu kia nghe. Cái tên khách đó là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, phiền não của các vị. Nó kè cổ các vị đi. Như người ta thì người ta đi chừng một đoạn đường, ta cũng biết, ồ, anh là khách, anh có quyền về, nhưng mà tôi chủ nhà, tôi phải ở lại chứ. Còn ở đây không. Mình đồng nhất mình vào nó luôn một đời, chưa có một lúc nào tỉnh ngủ cả. Mình cứ thấy buồn đến, mình là người buồn. Vui đến, mình là người vui. Bất an đến, mình là người bất an. Tuyệt vọng đến, mình là người tuyệt vọng là sao? Trong khi tất cả những trạng thái ấy thì nó đến, nó đi ngang qua vùng tâm thức mình, chứ nó nào hề làm mình đâu. Thế mà mình rất là vụng về. Các vị chỉ cần nhớ rằng ta là chủ nhà, ta phải về. Còn cái kẻ kia, phiền não ơi, ưu tư ơi, sầu muộn ơi, mi đến mi chơi, ta lỡ quên, theo mi một đoạn đường, nhưng mà giả từ nhau, anh cứ về, tôi phải trở về chứ. Thế thì thưa các vị, năng lực tâm Phật bất động, tức là cái năng lực nhận biết hiện tiền, là cái tự hữu của các vị. Các vị an trú được ngay cái năng lực nhận biết bất động hiện tiền. Thế thì các vị đang an trú trong tâm Phật vô sinh, liền một tróc tay nhảy vào thật pháp. Thật pháp nó hàm một cái nghĩa là pháp này, cách sống này, thành đạt được tự giác hiện tiền, chứng nghiệm được pháp thân bất sinh bất diệt hiện tiền. Còn pháp phương tiện này thưa các vị, chúng ta phải qua nhiều tầng, từ cái tầng làm cho tâm nó thuần, rồi tới cái tầng thứ hai là buông cái thói quen, cái tập khí lầm thầm niệm Phật hoặc tụng kinh kia, rồi dần dần các vị nó an trú trong cái thể tâm như như bất động hiện tiền. Thế cho nên nó qua một tầng thứ hai gọi là từ phương tiện đi vào thật pháp là như vậy. Đây là con đường pháp môn của Phật dạy. Do vì căn cơ của chúng ta nó vô cùng là yếu ớt, tâm thức lang thang ngược xuôi đã quen,
Cái điều thứ hai đó vô cùng tội nghiệp là ta cứ chấp trước vào thân này là ta. Rồi cái gì là ta nữa? Vui buồn là ta, lo âu là ta, nghĩ suy là ta, vân vân. Tất cả cái ấy, thưa các vị, là những lớp áo bên ngoài của cái thật này đây. Những lớp áo ấy, nó phủ ra bên ngoài đến nỗi nó dính liền vào da, dính liền vào đời sống ta, cho nên ta thấy nó là ta. Cho nên ta buồn, ta khổ, ta bất an, ta chưa hề nói được một lời thông minh, đó là cái buồn của tôi, nó đến nó đi, còn tôi là người thấy buồn. Nó dính đến nỗi là ta gỡ ra không được, người ta cũng không muốn gỡ nó ra làm chi. Cho nên có khi mình đi vào phương tiện pháp lanh quanh một đời không có điều kiện ngộ ra được ngay bản chất của anh. Cái tâm Phật bất sinh đã có mặt rồi, chứ không phải là cần tu mới có. Không phải mất qua 10 năm, 20 năm gì để tu tập nghe. Người nào có căn cơ cực kỳ mạnh thì ngay tức khắc họ liền thấu ngộ được điều này, họ sống được với điều này, thì nghiễm nhiên họ đoạn được phiền não, chứ không phải là cần công phu mày mò 10 năm, 20 năm. Điều thứ hai, khi các vị nhìn vào điều này, các vị thấy là cái công phu hành trì của thiền pháp Đức Phật dạy, điều thứ nhất, nó loại trừ tất cả mọi thứ hình thức rườm rà. Điều thứ hai, nhìn trực tiếp vào đây thì các vị thấy rõ ràng là nó mang cái đặc tính vô cùng kỳ lạ, là nó phi tôn giáo. Người đó không nhất thiết phải người đạo Phật, không nhất thiết phải là thiền sư, cũng không nhất thiết là Phật tử, không nhất thiết phải là người xuất gia. Cái trình độ tâm linh người ta vươn đến một cái tầng nào đó thì họ ngộ được điều này. Và cái điều này, thưa các vị, đối với người nhân gian có rất nhiều người họ đã từng thấu ngộ được điều này, họ thành đạt được sự an lạc giải thoát ngay hiện tiền. Chứ mình đừng nghĩ đây là cái đặc quyền đặc lợi gì của đạo Phật hay là của một nhóm, một giới, một giai cấp người, thưa không. Tùy vào cái niềm thiết tha yêu mến đời sống của anh muốn dâng đời sống anh lên cao, không bị nhận chìm trong cái chết rất là phù phiếm, không muốn cuộc đời anh trôi xuôi vào sự phí phạm, thì anh mày mò vào cái con đường này để thành đạt được cái sự an lạc giải thoát nơi chính tự thân anh. Thế cho nên cái điều cuối cùng trên cái con đường của đạo Phật đó là khi đạt đến điều này rồi, thì cái tâm chấp trước của người ta về tông môn, về pháp phái, về đạo Phật, về đạo Chúa, vân vân, nó lỏng ra rất là nhẹ, thưa các vị. Nó chỉ thấy một điều duy nhất là con đường thực tập để thành đạt sự giác ngộ, thành đạt năng lực trí tuệ và chứng nghiệm an lạc giải thoát hiện tiền thôi. Và tất cả những cái cồng kềnh về hình thức tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô để các vị thấy là con đường nào cũng đến La Mã, nó đi ngang hai tầng vậy. Tầng nhân gian có ba ý, tầng đạo Phật có hai ý mà chúng ta chia sẻ nơi đây, đó là từ pháp phương tiện đến thật pháp, để chúng ta thấu ngộ được con đường của Đức Phật dạy như vậy. Cái điều thứ hai, chúng ta nói đến cái con đường, mình muốn gợi lại đây cái điều này để cho các vị có một cái niềm đam mê đọc vào kinh tạng A-Hàm của Phật dạy nhé. Có những bài kinh trong A-Hàm, lời của Đức Thế Tôn sấm sét, và cả một cái truyền thống dài của thiền Đông Độ Trung Hoa đều bắt gốc, đều có cái nền từ những lời kinh A Hàm của Đức Phật dạy. Sở dĩ mình khai thác điều này để cho các vị, nhất là các sư cô, các thầy có một ý niệm về vấn đề văn hóa. Kỳ thực là xưa tới giờ người Việt chúng ta rất là nặng nề về văn hóa Hán Tạng. Chúng ta một về lệ thuộc và một về tuân phục những điều các vị thiền sư Trung Hoa dạy. Mà ta quên một điều, cái gốc của đạo Phật nó không phải bắt đầu từ Trung Hoa mà nó có mặt từ Đức Thế Tôn kia. Thậm chí sư ông Trúc Lâm á, cũng thưa các vị, cũng khai thác những bài kinh A Hàm để cho học chúng có thể nương vào những lời từ xa xưa, từ cái gốc nguồn nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy, để thiết lập cái nền tảng vô cùng là căn bản để đi vào cái công phu hành trì. Trên lý á, thì ta có một cái tâm Phật bất động vô sinh giống như Đức Như Lai, nhưng mà trên sự thì thưa các vị, do mình trải vào trong trần thế đã hà sa kiếp, cho nên tâm mình nó bị nhiễm bẩn. Nó nhiễm bẩn thì không hình dung được, nhưng mà
Do vì mình đã lăn lộn trong tử sinh rất là nhiều kiếp cho nên mình chấp trước càng ngày càng dày. Chấp trước, ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ thầm thì đây. Thế nhưng mà những điều này nó còn là cái phần rất là sâu trong cái sự chấp trước. Cái phần chấp trước cản là chi? Ta chấp trước nhà này không phải của ta mà nhà là ta nghe. Ta chấp trước xe không phải của ta, xe là ta. Các vị không tin tôi, khi các vị chạy trên một chiếc xe mới mua từ trong hãng đưa ra và lỡ có cái tên nào nó ném vào đó một viên đá thì các vị nghe đau ruột chứ không phải chiếc xe đau nữa. Chưa nói ném một viên đá, đi trên đường một cái viên đá nhỏ nó văng vào xe tôi nó làm trầy một chút thì các vị hít hà xích xoa ngay. Thế thì mình chấp trước sở hữu bên ngoài là mình luôn đó. Cái sở hữu bên ngoài nó vô tri vô giác như cái nhà, như chiếc xe thì các vị chấp trước nó còn nhẹ. Chấp trước cái sở hữu gì thì nó nặng hơn. Vợ của ta, chồng của ta, con của ta, thưa các vị, là ta chứ không phải là của ta nữa. Không cần chọc các vị, chọc con các vị còn nổi giận hơn chọc các vị nữa, phải không? Rồi không cần giật cái chiêu của các vị, giật chồng của các vị, giật vợ các vị thì biết. Các vị đốt người ta thì có, chứ các vị đâu có hề. Thế thì cái vô minh của mình nó không phải nó nhẹ ở cái mức độ là chấp hình hài này là mình, vui buồn là mình, mà còn chấp những cái sở hữu bên ngoài là mình luôn, thưa các vị. Điều này đúng hay là sai? Quá đúng. Thế cho nên thưa các vị, cái con đường Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta để chúng ta dần dần lỏng nhẹ bớt những cái chấp trước. Với một người tâm thức của họ đã giác ngộ được đến một cái chiều sâu, đã biết rằng mọi sở hữu vật chất bên ngoài, mọi sở hữu tình cảm bên ngoài đều đến và đi sinh diệt, nó không phải là ta, không phải của ta. Rồi họ giác ngộ thêm một tầng nữa là thân này, vui buồn này, suy nghĩ này không phải là của ta, cũng không phải là ta nữa. Thì ngay tức khắc họ thể ngộ được cái bản chất tâm họ vô sinh, nó rất là dễ. Họ chỉ cần tróc ta vậy là thành đạt được sự giác ngộ đó. Nhưng mà mấy ai làm được điều này? Có khi mình nghe giáo lý thì mình cũng ngộ, nhưng mà ngộ thì ngộ để đó thôi, chứ còn cái chuyện chúng ta vẫn cứ làm hàng ngày đó là chuyện gì? Vẫn chìm ngập trong buồn, giận, ghét, thương, ưu tư và phiền muộn. Vẫn đồng nhất ta vào những đối tượng bên ngoài kia. Luôn đồng nhất ta với người ta thương. Người đó là con ta, người đó là chồng ta, người đó là vợ ta, vân vân. Ta không có cách gì thoát được điều này cả. Thế cho nên, con đường xa xưa có Phật dạy, thưa các vị, Ngài dạy rất ư là căn bản. Thế nhưng mà chúng ta lại không đi vào cái con đường Đức Thế Tôn dạy xa xưa, mà chúng ta là đi ngang qua cái con đường của Phật giáo Trung Hoa dạy chúng ta. Do vậy, thưa các vị, đa phần các bậc thầy lớn đều làm một điều nó mang cái đặc tính nó vô cùng là dân tộc, đó là cắt bớt đi cái tính nô lệ văn hóa của tăng ni để nối liền cái gốc tu tập của mình từ Phật giáo Việt Nam thẳng vào cái gia tài Phật pháp nguồn gốc Ấn Độ, để lấy bớt đi cái ảnh hưởng Phật giáo Hán Tạng ra trong tâm thức của người Việt. Và cái điều này thưa các vị không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn lại Cụ Trúc Lâm thì các vị thấy điều này. Và mình vừa dẫn cho các vị nghe là những điều của các vị tổ Trung Hoa sử dụng trên con đường làm đạo, giảng kinh, thuyết pháp, viết ngữ lục, xây dựng dòng thiền, nó đều có mặt trong văn học của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là trong A Hàm nó đều có đủ. Và ngôn ngữ Đức Thế Tôn ngày xưa có những lời còn như sóng rền, còn mạnh hơn các vị thiền sư Trung Hoa rất là nhiều. Đó là ý đầu tiên mình dẫn ra đây để cho các vị thấy là cái nền của Phật giáo xa xưa nó vô cùng cần thiết. Để các vị nhận diện được một điều là một tu sĩ không thể từ chối được là mỗi ngày các vị đều phải đọc vào văn học A Hàm. Và người nào chưa đọc hết 4 bộ A Hàm hay là chưa học ngang qua thì thưa các vị đã có tội với Đức Thế Tôn rồi, chưa nói các vị phải làm cái chi mới gọi là có tội. Khoác pháp phục Như Lai, thọ nhận pháp danh của truyền thống các thầy tặng cho, tức là các vị xin vào gia tài thánh giáo của Phật có được một cái tên mới, khoác pháp y của Như Lai,
Các vị phải làm được một điều đầu tiên vô cùng cần thiết là phải đọc vào từng bài kinh trong Tạp A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Trường A Hàm, bốn bộ không thể thiếu được. Sau đó đọc vào các bộ thuộc văn học Pali được Ngài Minh Châu Ngài dịch, đó là Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, Trường Bộ và Trung Bộ. Và thêm một bộ nữa là Tiểu Bộ Kinh, thưa các vị. Tôi không biết nơi đây các sư cô có đủ bốn bộ Kinh A Hàm chưa? Thưa các vị, thư viện của chúng ta nên có bốn bộ A Hàm không thể thiếu được. Việt Nam mà đang in đó. Mình thỉnh một lần tới bốn bộ lần. Tại mình ở rất nhiều nơi, đọc quyển mình phải để một bộ để đọc. Qua bên Úc mình cũng kêu Phật tử phải kiếm cho mình một bộ để đó. Và một bộ thì ở Quan Âm mấy chú, mấy cô nó phải giữ lên đó cho mình là ba. Rồi một bộ mình cũng mang xuống thiền đường Mây Từ để dành đó. Dĩ nhiên là không có nhiều thời giờ để đọc, nhưng mà mình muốn rằng là mỗi nơi đều có một bộ như vậy. Thì mong rằng các cái trung tâm tu học của Sư Ông Trúc Lâm nên có một bộ A Hàm để cho tăng ni nghiên cứu. Và trong quá khứ, thưa các vị, lúc Sư Ông còn chưa nhập thất, chưa trở thành một vị thiền sư hướng dẫn thiền tập, thì ông cụ đã tuyển trong bốn bộ A Hàm làm A Hàm tuyển tập để dạy cho sinh viên của Đại học Vạn Hạnh ạ. Và ông cụ đã từng tuyển 60 cuốn Bát Nhã thành hai tập để dạy cho sinh viên ở Vạn Hạnh ạ. Thế thì thưa các vị, cái công trình học Phật Pháp, mình nhắc lại để cho các vị lưu ý, cái công trình học Phật Pháp đọc vào Hán Tạng để tuyển tập đó thì ông cụ đã từng làm, chứ mình đừng nghĩ rằng là ông chỉ ngang xương rồi trở thành một bậc thầy giỏi như vậy. Đọc vào A Hàm, đọc vào Đại Thừa, đọc vào Thiền Ngữ để trở thành một bậc thầy hướng dẫn tâm linh cho nhiều thế hệ. Thưa các vị, tối thiểu thì chúng ta phải làm được việc là chưa hơn được thầy thì phải bằng thầy. Cái nguyên tắc là học trò phải hơn thầy nha. Thôi mình nhường cái chuyện đó cho người khác là thông minh, còn mình không thông minh thôi, bằng ổng cũng được. Được không? Chắc được chứ. Phải làm thế nào, một là bằng, hai là hơn, chứ không có chuyện là thua. Không có chuyện đó được. Thế rồi trở lại, thưa các vị, là cái con đường ngày xưa Đức Phật dạy, các bậc thầy có con mắt sáng đều làm được một việc khác với chúng ta, đó là điều nối liền Phật giáo Việt Nam với cái nguồn gốc ban đầu, đó là từ Kinh Văn A Hàm Đức Phật dạy. Còn chúng ta có khi mình mê nguyên mảng văn học Hán Tạng và cái gì cũng mấy tổ Trung Hoa, cái gì cũng tổ Trung Hoa hết, vô hình chung á, là mình làm cho cả một học chúng người ta có một cái khuynh hướng là ngưỡng vọng về thiên triều, và cái từ này nó đã quen vận dụng trong tâm thức của người Việt. Cái gì cũng Trung Hoa, cái gì cũng Tàu cả, cái gì cũng tổ Tàu cả. Thế thì thưa các vị, mình vô hình trung, mình nô lệ văn hóa Trung Hoa rất là đậm. Và khi tâm thức mình nô lệ Trung Hoa về lĩnh vực văn hóa, thì mình bước một bước tiếp không xa là mấy, nô lệ đất nước, nô lệ chính trị, nô lệ toàn bộ cái sinh hoạt của một đất nước. Và cuối cùng thì trở thành một tỉnh của Trung Hoa không xa là mấy. Cái thành phần trí thức Việt Nam, thưa các vị, nó nhìn rất rõ điều này, cho nên đành rằng nó có thể là mượn vùng đất của Trung Hoa để làm những cái công cuộc là đánh đấm thiên hạ, nhưng mà hắn đều đề phòng rất là chặt chẽ về vấn đề không khéo thì chúng ta bị trị. Và chưa có một dân tộc nào khốn khổ bằng dân tộc Việt Nam cả, mất tới 1.000 năm nô lệ Trung Hoa. Và phên dậu đất nước rất là gần, cho nên cái nỗi hoài hại về xâm lăng của phương Bắc đó, rất là nặng nề đó, đè nặng trên tâm thức ta. Một trong nỗi sợ lớn nhất, thưa các vị, không phải là mất nước, mà nỗi sợ lớn nhất là mất văn hóa. Ta hình dung một dân tộc mất nước 2.000 năm, cả một cộng đồng cư dân vỡ vụn như cái ly này nó nổ ra tan từng mảnh vậy, ở khắp nơi trên hành tinh này. Đó là Do Thái. Thế nhưng mà dù đi bất cứ nơi nào, họ đều thành lập một cái cộng đồng duy trì được cái sắc thái văn hóa của họ, vẫn giữ được tôn giáo của họ, tiếng nói của họ, sinh hoạt, lễ hội của họ. Thế cho nên khi có điều kiện, Bạch Thư Anh cho phép thành lập một cái vùng đất Israel,
Thế thì nó tập trung về cuồn cuộn và nó hình thành một quốc gia độc lập vào năm 1947. Và thưa các vị, vài thập niên sau thì cả một cái cộng đồng Hồi giáo chung quanh đều kinh sợ, tại vì nó quá mạnh. Thậm chí Mỹ cũng phải kinh sợ Do Thái. Các vị hình dung rằng là chưa có một tổng thống nào có những cái câu tuyên bố đụng chạm Do Thái cả. Đụng là rớt. Tại vì hắn nắm luôn cả cái ngành tiền tệ của thế giới. Hầu như tất cả những ngân hàng lớn trên hành tinh này đều là người Do Thái cả. Tất cả những cái tập đoàn giàu có đều là người Do Thái cả. Mình nói một vòng trở lại vấn đề, thưa các vị. Các bậc thầy có cái mắt sáng, họ đều nhìn ra cái vấn đề là khôi phục ít nhiều cái sắc thái văn hóa để cho người Việt lấy bớt đi cái tính nô lệ văn hóa Hán Tạc. Ông cụ Trúc Lâm sở dĩ mà giảng toàn bộ thiền học Việt Nam để làm chi? Thưa các vị, để có một cái chút niềm tự hào về tổ tiên của ta trong quá khứ đã từng thành lập được một cái dòng tu, lấy bớt đi cái ảnh hưởng của Hán Tạng đè nặng trên cái cơ thể của Đạo Phật. Do vậy, thưa đại chúng, là mình tìm về cái con đường xưa của Phật dạy để thấy điều thứ nhất là cái đặc tính muôn đời, đó là chưa hề có một vị tổ nào có những lời dạy, có những pháp môn hành trì mà nó phổ cập nhiều căn cơ, nhiều thời đại như lời dạy của Đức Thế Tôn nha. Các cái ông tổ Trung Hoa, thưa các vị, nhiều lắm là đối phó với con người đương thời là một. Đối phó với cái nền văn hóa Trung Hoa, họ thiết định ra những pháp môn hành trì là hai. Mà không hề là những pháp môn nó hiến tặng cho con người trên hành tinh này. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn, người ta tôn vinh Ngài là chi? Ta bà giáo chủ, có phải vậy không? Tức là khi tiếng niệm Phật vẫn còn, hình ảnh Phật vẫn còn, kinh văn vẫn còn, thì Ngài vẫn còn là một vị giáo chủ trên hành tinh. Thế cho nên lời dạy của Ngài không phải là đối cơ lập pháp, không phải là vì văn hóa của một vùng Ấn Độ, mà lời dạy của Ngài đó là lời dạy phổ biến cho con người có mặt trên hành tinh này, cho nên phổ biến tam thừa, phổ biến khắp căn cơ, phổ biến mọi vùng văn hóa, chứ không phải là cái tình trạng đối cơ lập giáo giống như các vị sư Trung Hoa. Và cái điều dẫn chứng ở đây các vị nhìn ra rất rõ, thưa đại chúng, truyền thống Hồi giáo Việt Nam có mặt nơi đây, thưa các vị, sống leo lét và chỉ duy trì được cái hình thức và nhiều lắm là cống hiến cho cộng đồng Phật tử người Việt nghi thức ma chay lễ lược và pháp môn hành trì thì dường như chưa hiến tặng được cho chúng ta bao nhiêu cả. Nhiều lắm là dạy các Phật tử niệm Phật, cúng dường, bố thí, tu tập phước điền, bỏ tiền ra xây chùa, đúc tượng Phật, đúc chuông, làm công tác từ thiện, chấm hết. Mình buồn khổ, mình bất an, mình lo âu. Mình trong mấy thầy dạy cho mình một pháp hành trì để lấy được những nỗi niềm buồn giận bất an thì dường như các thầy biểu hãy về niệm Phật đi. Rồi nó hết. Nghiệp chướng nhiều quá cho nên nó vậy. Và chưa hề có một pháp môn nào cập nhật và không hề có một cái phương pháp hướng dẫn những người trẻ đến với đạo và cảm thấy thoải mái. Và thưa các vị, cái tình trạng này trong tương lai không xa là mấy thì Phật giáo Việt Nam lâm vào cái tình trạng không có người kế thừa do vì thế hệ vượt biên năm 75 qua đây như các vị dần dần chết hết. Các em của chúng ta, con của chúng ta, nó là một người Mỹ hoàn toàn. Nó không chấp nhận cái chuyện là tự nhiên cái bỏ tiền ra cho mấy ông thầy, mấy bà sư cô ăn. Tức là cái cơ chế cúng dường dần dần nó bị teo lại. Trong khi đó thì tâm thức của người Mỹ, thưa các vị, là nó sòng phẳng vô cùng, nó bỏ tiền ra để nó được cái chi chứ không phải là tôi bỏ tiền ra khống khứ. Và nếu anh không tặng cho tôi được một pháp môn, một cách thức thực tập thì tôi không có thể trả tiền được cho anh. Tôi để tôi học một buổi Phật Pháp có lợi ích gì cho tôi thì tôi bỏ ra vài chục tôi học rất là rõ ràng và sòng phẳng. Thế thì thưa các vị, nhìn tổng kết lại cái diện rộng khắp cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ, chưa có một cái chùa Việt Nam nào xây dựng được một cái pháp hành trì cống hiến được cho cộng đồng người Phật tử Việt, người lớn tuổi, dường như cũng chưa. Người nhỏ tuổi thì càng thiếu hơn nữa, thưa các vị.
Mình hình dung rằng các vị bắt con em của các vị tới chùa đây, coi nó chịu hay không? Ở chừng một tiếng đồng hồ vui chơi thì được, bắt nó vô nó ngồi nó tụng kinh, nó sám hối với quý thầy cô thì đừng có hòng. Nó không cảm thấy hạnh phúc chi trong cái chuyện mà tu tập giống như các vị cả. Đơn giản một điều đó là con em các vị nó rất thương các vị bắt nó tới đây thì một lần thì được, hai lần thì còn có thể, nhưng mà lần thứ ba thì nó lắc đầu ngoài ngoại, nó tìm mọi cách nó không đi rồi. Thế thì rõ ràng là chúng ta nhìn chung là cái sinh hoạt Đạo Phật Việt Nam mình vẫn chưa có một pháp hành trì đáp ứng được cái nhu cầu Phật tử Mỹ. Nhu cầu người trẻ thì càng không có. Thế là từ điều này chúng ta nhìn rộng ra. Thưa các vị, là truyền thống Phật giáo nguyên thủy của các sư Nam truyền, họ có một pháp hành trì hẳn hoi nghe. Và có thời trước 75 ở Việt Nam, thưa các vị, cái truyền thống của Phật giáo nguyên thủy không phát triển là mấy. Do vì cái tâm thức của người Việt chúng ta rất là nặng nề về ảnh hưởng văn hóa Hán Tạng, cho nên ta cứ một bề xô dạt pháp hành trì truyền thống tu tập của nguyên thủy đó là tiểu thừa. Cái từ này người ta dùng từ lâu rồi. Và các vị sư tiểu thừa ăn mặn, cho nên chúng ta không buồn đến, và họ không có cơ hội phổ biến được. Thế nhưng mà sau 75 trở về đây, thưa các vị, nhất là trên cái nước này, thì cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy và phát triển nó vô cùng thuận lợi trên đất nước này. Thậm chí một vị thiền sư cư sĩ là Vô Ảnh Ca thôi, thì các vị hình dung rằng có nhiều trăm cái trung tâm thiền tập khắp hành tinh chứ không phải một vài trung tâm. Và cái công phu hướng dẫn của ông, thưa các vị, nó vô cùng hữu hiệu, nó giúp cho những người thiền sinh Tây Phương tới thực tập một khóa thiền có khi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày hoặc là 49 ngày, thưa các vị, giúp ích được cho rất nhiều người. Và sau những khóa thiền tập thì những người thiền sinh Mỹ đó, họ cảm thấy cái nhu cầu thiền tập nó rất là cần và nó rất là hữu ích cho họ trong đời sống. Họ bắt đầu bỏ tiền ra yểm trợ cho cái công trình phát triển những cái trung tâm thiền tập. Và cái sự lây lan của nó rất là tự động, do vì họ thấy lợi ích thực sự bằng một cái pháp hành trì thực sự, cho nên họ bỏ tiền ra họ xây thêm những trung tâm khác, bỏ tiền ra để nuôi dưỡng những trung tâm kia tồn tại. Thế thì cái đời sống họ, thưa các vị, về mức độ cạn nhất là chi? Vô cùng là căn bản, vô cùng vững chắc. Không phải đi xin từng đồng để tồn tại, mà họ có một cái nguồn thu nhất định do những thí chủ nếm được hương vị pháp hành trì có lợi ích thực sự. Cho nên thưa các vị, cái nguồn thu của họ có khi nó lớn chúng ta không lường được. Tại vì thưa các vị, một khi họ nếm được hương vị chánh pháp, có được an lạc hạnh phúc, thì chuyện gì phát sinh? Không cần mời gọi, không cần kêu gào, không cần năn nỉ, tự nhiên họ cảm thấy ôi cuộc đời ta mà nếu không được Phật pháp cứu chữa, không nếm được hương vị chánh pháp thì cuộc đời ta coi như vứt đi, hoặc là ta tự sát. Bây giờ thì hương vị chánh pháp thấm nhuần ta hết nỗi khổ, sống giữa cuộc đời tràn đầy hạnh phúc, cho nên ta tri ân, ta mong muốn rằng người khác sẽ có được cái điều kiện như ta, cho nên họ bỏ ra phân nửa tài sản họ vô cùng là đơn giản. Còn chúng ta thì sao? Mình chưa xây dựng được một pháp hành trì vững chắc giúp ích cho người Phật tử nếm được hương vị chánh pháp thực sự. Cho nên thưa các vị, cái giản dị nhất và gần nhất đó là đời sống của chúng ta luôn luôn phải lệ thuộc hẳn vào cái sự phát tâm của người Phật tử. Họ đóng góp thì ta tồn tại, họ không đóng góp thì ta chết. Và khi mình gắn liền sự sống của mình vào người thì cái điều phát sinh đầu tiên đó là ít nhiều mình phải tùy thuận người, lệ thuộc người, chịu sự khống chế của người. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng khi mình không có trao đổi hàng hóa được hai chiều với người ta thì cái chuyện phát sinh đó là càng ngày càng làm nặng gánh người ta, càng làm người ta mỏi mệt và chán ngán mình. Chuyện này có là không? Một năm đầu á, thì người ta còn thương, người ta cúng cho mỗi một gia đình cúng cho 10 đồng, 20 đồng để mình tồn tại. Thế rồi cái tình trạng này nó kéo dài tới năm thứ ba thì các vị coi chừng đó là họ rất là mỏi mệt. Chẳng lẽ họ bỏ cho quý thầy cô chết đói, tội nghiệp. Cho nên thưa các vị, mỗi lần mà mình tới nhà mình kêu gọi nữa rồi, tới nữa rồi hả? Thì họ nói câu đó rồi mình biết họ chán mình lên tới sấy rồi chứ không phải tới cần cổ đâu nha. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái con đường chúng ta đi phải khéo nhận diện, bằng không thì mình không tồn tại được.
đừng nói cái chuyện là phổ biến Phật pháp được vào đời sống nhưng mất công. Nói một vòng rất xa rồi nói vòng lại ngay cái chuyện quan trọng là đời sống của chúng ta kế thừa dòng pháp của sư ông Trúc Lâm qua đây. Các vị nên có một cái nhận diện về vấn đề này để các vị có thể họp nhau lại rồi có một cái sinh hoạt thế nào. Điều thứ nhất là cải tổ sinh hoạt lại. Điều thứ hai là mình phải làm thế nào để cho nó hợp với khẩu vị người Tây Phương nhé. Mình đừng có nghĩ rằng những món ăn Việt Nam của mình nó ngon như cá kho đem qua đây rồi khắp bằng dân thiên hạ đều thích. Không. Mỹ nó thách thức mọi nền văn hóa đến đây. Anh có quyền mang vào đất nước hắn mọi thứ văn hóa. Thế nhưng mà cái sự tồn tại của văn hóa anh nó còn là một chuyện khác. Anh có khéo làm cho nó hợp khẩu vị và cung cấp được cho người địa phương đang ăn thì anh mới tồn tại được. Bằng không thì anh chỉ dẹp tiệm mà thôi. Và nó cho phép mọi cộng đồng cư dân có quyền sống nơi đây và có quyền phát triển văn hóa theo văn hóa gốc. Thế nhưng mà thưa các vị, cái quy luật đào thải vô cùng mạnh của đất nước Mỹ này, nó đào thải sạch hết tất cả những cái thứ vụn vặt là một. Cái thứ không thể hội nhập được cái dòng văn hóa Mỹ thì đều chết sạch. Điều này đúng hay là sai? Quá đúng. Thế thì mình đừng có nghĩ rằng, nói mất lòng nhau, đừng có nghĩ rằng là cái thiền phái Trúc Lâm của mình qua đây rồi bê nguyên mảng cái sắc thái Việt Nam và tồn tại mà sống còn được nơi vùng đất này cho mất công nha. Câu này đụng chạm nhau rồi đó. Đủ mất lòng chưa? Nó thiệt vậy, thưa các vị. Hình dung rằng cái nghi thức hành trì của mình, cái cách tụng kinh của mình và cái cách truyền đạt Phật pháp của mình, thậm chí là các thầy lớn cho tới các thầy nhỏ nơi đất nước này, tôi nghĩ rằng chưa có ai có thể làm được cho Phật pháp nó sống động và nó đến với tâm thức của người Phật tử một cách dễ dãi và người ta tiếp nhận một cách rất là thoải mái và dễ hiểu. Tôi nghĩ có thể như vậy đó. Điều thứ nhất là ngôn ngữ truyền đạt của các thầy nó rất là nặng nề Phật pháp. Điều thứ hai, các thầy không có ứng dụng được cái sinh hoạt tu trong cuộc sống đời thường. Điều thứ ba, trong cái cách hành xử có khi mình rất ư là Việt Nam, thưa các vị, cái khoảng cách là một. Và cái sự cách biệt của mình với Phật tử là hai, mình chưa thể học được của người Phật tử Việt Nam ở Mỹ này những cái điều cần thiết của họ để mình truyền đạt đúng với tâm thức của họ. Cái nguyên tắc là anh phải học người ta trước để biết cái nhu cầu người ta cần cái chi. Còn lần này anh cứ nói thôi, anh không cần biết người ta cần cái chi, anh cứ đưa thức ăn và thức ăn của anh thì nó không hợp khẩu vị với người ta, thế thì làm sao anh tồn tại được. Và cái điều kỳ lạ là chúng ta cứ nghĩ rằng mình ở Việt Nam, mình ở trong thiền viện 10 năm, 20 năm, mình đã ngon lành rồi, mình đã là một bậc thầy giỏi, một sư cô giỏi rồi, qua đây không cần học cái chi. Vô cùng sai thưa các vị. Phải học lại văn hóa Mỹ, học cách thức sống của họ. Cái điều kiện để học thưa các vị nó mở ra rất rộng nha. Các vị tiếp xúc với người ta, các vị học được với người ta rồi. Nghe người ta nói về nhu cầu đời sống người ta, mình học được với người ta rồi. Nhìn các em nó đến với chùa, nó chơi với nhau thì mình học được với nó rồi. Và phải học người ta mới có thể làm đạo được, mới có thể truyền bá Phật pháp được. Và con đường này nó không riêng gì cho những người Việt Nam chúng ta hiện tại, càng không riêng gì đối với thiền phái Trúc Lâm. Mà con đường này nó đã có mặt từ nghìn xưa, chư tổ từ Ấn Độ sang. Các vị hình dung rằng qua đất nước Trung Hoa, điều đầu tiên các ông phải làm đó là chi? Rồi cái cơ chế ôm bát lang thang cất thực. Điều thứ hai, mặc y áo như người Trung Hoa, tức là chiếc y quấn tròn tròn giống như các sư Ấn Độ, các ông phải thay đi, các ông mặc cái áo tràng như các vị là một cái chiếc áo của người Trung Hoa bình thường thôi, áo dài của họ mặc, nam cũng như nữ họ mặc như thế. Điều thứ ba thưa các vị, một đời sống du cư của tăng sĩ Ấn Độ trở thành đời sống định cư của các thầy Trung Hoa. Điều thứ tư thưa các vị, già lam tự viện, tất cả công trình kiến trúc họ đều kiến trúc theo cái sắc thái Trung Hoa. Điều thứ năm, nghi tiết lễ nhạc thưa các vị đều bê nguyên bản của Trung Hoa. Điều thứ sáu, toàn bộ cái điều phải làm đó là học tiếng Trung Hoa, giảng dạy kinh pháp bằng tiếng Trung Hoa, học tôn giáo Trung Hoa để có thể dùng những ngôn ngữ của Lão, của Trang, của Khổng đi vào dịch thuật văn học
văn hóa đạo Phật, con đường người xưa đã từng làm. Và mất bao nhiêu năm? Thưa, vài trăm năm Phật giáo mới bắt đầu tồn tại, sống động được trên đất nước Trung Hoa. Còn chúng ta về nguyên một cái cây bonsai của thiền viện Trúc Lâm, được là dòng thiền Trúc Lâm nó qua đây để nguyên trong trong nhà trồng để làm chi? Làm kiểng chơi thôi. Không thể là một cái cây trồng ngoài để nó thấm nhuần được thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết ở đây để nó trở thành một cây đại thọ rườm rà sống còn. Đừng nói chi đến cái chuyện gieo những hạt mầm để cho thế hệ tương lai thứ hai, thứ ba có mặt được trong mất công. Ý mình muốn nói là nếu đời sống của mình nó chỉ giản dị là thuần chất thiền trúc lâm như thế này, thưa các vị, rồi các vị sẽ thấy là 50 năm sau không còn bóng dáng chi của thiền phái Trúc Lâm trên đất nước này. Nếu các vị không có vận hành cái năng lực tuệ giác của các vị, thay đổi cái sinh hoạt của các vị để có thể làm cho người trẻ đến với ta mà sinh hoạt cho được, tu tập cho được, làm cho những người Phật tử trung niên ngang với mình nếm nương vị chánh pháp, hành trì được, sống giữa cuộc sống đời thường mà họ chạm tay vô được cái vùng trời chánh pháp để họ sống còn, họ lấy đi phiền não khổ đau, họ an lạc hạnh phúc trong đời sống họ, thế thì thưa các vị, chúng ta hè nhau mà chết sạch, không có cách chi làm cho Phật pháp tồn tại được ở đây. Đây là chúng ta nhân cái chuyện con đường xưa Đức Phật dạy về pháp hành trì của A Hàm, mình liên hệ đến đời sống chúng ta để cho các vị có một cái nhìn như thế này về cái sự tồn vong của đạo Phật, nhất là sự tồn vong của thiền phái Trúc Lâm. Tôi nghĩ chắc không ai dám đụng với vấn đề của thiền phái Trúc Lâm giống như tôi. Các thầy thì chỉ giảng pháp chân tâm niết bàn Phật tánh thôi, chứ còn các thầy không có đụng nhiều vấn đề xã hội như mình. Sở dĩ mình đụng là do vì mình có cơ hội tiếp xúc rất là nhiều truyền thống, mình đã có dịp đi nhiều nơi hướng dẫn những khóa tu, và mình cũng là người sinh ra từ dòng chảy Trúc Lâm. Thế cho nên mình có cái nhìn rất là tỏ tường về những vấn đề mà mình nói cho các vị. Điều thứ hai, mình dám nói là tại vì mình dám nói. Đơn giản vậy thôi. Có những người họ thấy nhưng mà không dám nói. Thứ nhất, nói làm gì? Đụng chạm nhau mất lòng. Điều thứ hai, nói chưa chắc gì làm được. Đổi thay chi cho cái sinh hoạt của các vị. Tại vì kỳ thực là chúng ta rất là nặng nề. Điều thứ hai, chúng ta bị khống chế cả một cái chiều dài ở Việt Nam khống chế qua. Do vậy cho nên thưa các vị, có khi mình bị ràng buộc trăm nghìn thứ, cho nên mình khó có thể làm cho cái sinh hoạt của mình nó sống động lại được. Một cái ví dụ như những Phật tử thương mến thì những thường giác đến đây sinh hoạt. Có khi các vị cũng vô cùng chịu cực, nhưng mà các vị cũng không dám đóng góp một cái điều gì. Dù các vị thấy rằng là cái sinh hoạt như thế này thì nó chìm chìm, nó không ổn, nó không có thể phát triển được, nhưng mà đóng góp kiểu nào bây giờ? Và ví dụ như các vị có đem nhiệt tình đóng góp thì chưa chắc gì có sự đổi thay. Tại vì cái sự đổi thay của một cái chùa này nó liên hệ đến rất nhiều cái hệ phái của truyền thống thiền Trúc Lâm trên đất Mỹ. Chứ có phải là nơi đây mình quyết định, cái mình quyết định được sao? Đơn giản một điều là những cái nghi thức mà chúng ta tu tập nơi đây, ví dụ như lục thời sám hối hoan nghi, tôi đố ai dám thay đổi? Chỉ trừ ông cụ Trúc Lâm ra lệnh rằng là bây giờ nơi đất Mỹ không cần tụng lục thời sám hối hóa nghi, hãy tụng cái gì khác dễ hiểu hơn, hoặc là học những bài kinh tiếng Anh để cho các em thanh thiếu niên nó có thể tụng được, thì hòa mai chúng ta dám thay đổi. Chứ còn bằng không thì tôi đố các già lam của thiền phái Trúc Lâm ở đây mà thay đổi cái nghi thức sinh hoạt. Và thưa các vị, cái điều lạ là người ta lại không nếm hương vị chánh pháp, không nghe theo lời dạy của các cụ, học để tự hành trì. Và khi mình nếm được vị Phật pháp hành trì thì mình có con đường sống của riêng mình chứ. Có cái cách hành trì của riêng mình thì mình thở hơi thở của mình nói cái điều của mình hiểu, không hay hơn à? Đằng này phải vinh vào thầy, vinh vào những bậc tôn đức lớn để làm ăn, thế thì thưa các vị nó vô cùng vụng về. Tự thân mình thấy cái điều này nó rất là cần. Thế rồi mình cũng truyền đạt cái các Phật tử điều này để các vị ý thức. Thưa các vị, cái chuyện quan trọng là các vị học với các bậc thầy, nếm hương vị Phật pháp, làm cho từng tế bào mình nó thấm hương vị Phật pháp, rồi các vị tự hành đi.
Chứ còn các vị cần chi phải khoe tôi là đệ tử thiền phái Trúc Lâm, tôi là đệ tử của thiền phái Nhất Hạnh, tôi là đệ tử của thiền phái Rinpoche làm chi. Những cái thứ vớ vẩn về danh xưng đó nó không cần thiết. Và chỉ có những cái tâm thức vô cùng trẻ con người ta mới làm điều này nghe. Mở miệng ra mà nói tôi đệ tử Trúc Lâm đây, tôi quy y với hòa thượng Trúc Lâm ở bên Trúc Lâm đó, chứ không phải quy y với thầy Tuệ Giác bên đây đâu. Là cái chi? Là trẻ con vô cùng á. Chỉ có con nít nó mới làm điều này. Tâm thức nó chưa đủ già dặn nó mới làm điều này. Chứ còn người lớn là thưa các vị, họ có chút hiểu biết, họ đều cảm thấy là ta học với thầy, học chánh pháp với thầy để ta ứng dụng điều đó trong tự thân ta, chứ không phải đem thầy mình ra để mua để bán, đem thầy mình ra để làm ăn, làm cái phong để khoe mẽ gì với đời, để tự hào, để kiêu ngạo chi cả. Đó là cái điều mà chúng ta nên ý thức. Bằng không thì mình đi tu hoặc học đạo, mình đi lăn quanh trong cái chuyện phải quấy ngược xuôi lợi với danh, và vô cùng là mỏi mệt, vô cùng là mỏi mệt. Còn 10 phút nữa 11 giờ. Thế là cái điều cần phải vô rất là cụ thể để cho các vị thấy là lời của Đức Phật dạy nó vô cùng dễ hành trì. Một cái dẫn chứng một này, về một lời kinh thôi, nó vô cùng sấm sét, nó vô cùng trực tiếp, và nó mang cái đặc tính cao vời vợi, và mọi dòng chảy thiền tông Trung Hoa đều bắt nguồn từ đây, từ một dẫn chứng này thôi. Các vị biết bài kinh nào không? Hãy đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh cái bài có pháp môn nào thì các vị thấm nhận được điều này thôi. Mình vừa thưa với nhau cái con đường trực tiếp, không thông qua phương tiện, không cần đi vòng quanh gì hết, đi trực tiếp thẳng vào tâm tủy của điều Đức Phật dạy. Chỉ một bài kinh thôi mà các vị học thuộc lòng bài kinh này, các vị ứng dụng thì ngay tức khắc đột nhập thẳng vào nguồn tâm bất động vô sinh của chính tự thân các vị. Hay dùng cái từ của truyền thống Tịnh Tông là ngay tức khắc các vị đột nhập thẳng vào thể tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, chỉ qua một bài kinh thôi. Tất nhiên là có ngàn vạn bài kinh trong đó, thế nhưng mà mình thấy bài kinh này là bài kinh rất dễ để cho chúng ta đi vô. Một hôm Đức Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông có biết cái pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần nghị luận mà có thể trực tiếp chứng nghiệm thể niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài nữa, ông biết pháp môn nào không? Xá Lợi Phất nói vậy, bạch Thế Tôn, con sinh ra từ dòng pháp của Thế Tôn, điều gì Thế Tôn dạy thì con biết, chưa dạy con không biết. Ông nói này, khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, khi có ưu tư, khi có phiền muộn, ông biết đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là phiền muộn. Có cần phải học tập, khổ hạnh, niềm tin, nghị luận gì mới làm được nhận biết từng phần sinh khởi trong tâm thức ông không? Sao là Phật nói vậy, bạch Thế Tôn, không. Đơn giản một điều là khi có nó thì con thấy có, khi không có nó thì con thấy không. Đơn giản chứ không cần phải học tập, không cần khổ hạnh, không cần niềm tin, không cần phải nghị luận gì cả. Thế Tôn nói đó là một cách hành trì ngay nơi đó, tỳ kheo nào an trú được thì liền chứng nghiệm được tuệ giác, thấu thoát được con đường tử sinh, chứng nghiệm trạng thái niết bàn hiện tiền, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thưa các vị, bài kinh ngắn là chỉ có một trang thôi nghe. Thế rồi các vị hình dung rằng cái pháp môn này nó đơn giản đến độ nào và nó hay đến độ nào. Điều thứ nhất, có cần phải niềm tin về vị thần linh ở trên cao cầm cân nảy mực thử phạt ta không? Không. Có cần phải mất 10 năm, 20 năm gì nằm trên tro và ăn hạt mè sống mới ngộ được điều này không? Cũng không. Có cần phải học mất 10 năm để hiểu điều này không? Cũng không. Nó đơn giản, nó đổi là khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, hay nói gọn là có tham, có sân, có si, từ thô cho tới tinh tế thì ta chỉ cần thấy nó thì có dễ là có. Nó vô cùng đơn giản. Và có cần phải mất thời gian mấy năm mới làm được điều này không? Cũng không. Đơn giản một điều là khi nó vừa sinh ra trong tâm thức anh thì anh liền thấy là xong việc.
không cần học tập, không cần phải có niềm tin về vị thần linh nào cả, không cần phải lý luận, không cần phải khổ hạnh, không cần mất thời gian 10 năm, 20 năm gì nó mới phát sáng được điều này. Và chỉ cần thấu đạt được một điều là khi có buồn, có giận, có ghét, có thương thì anh biết đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ghét, đây là thương nè. Và khi tâm anh nó không có trạng thái buồn, giận, ghét, thương thì anh cũng nhận biết tỏ tường rằng không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương. Hay tóm lại một từ đó là thế này: an trú trong cái sự nhận biết đơn thuần để quan sát tất cả những cái tâm hành đang sinh đang diệt, thì người đó có khả năng là thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại cõi tử sinh nữa. Dễ hay khó? Dám nói khó lắm mà. Biết chắc mà. Nhưng mà thưa các vị, làm sao mà khó được? Làm sao mà khó được? Ngay hiện tiền, tâm thức của các vị đều có khả năng quan sát được buồn, được giận, được ghét, được thương, phải không? Ngay hiện thời, thưa các vị, khi không có buồn, có giận, có ghét, có thương thì các vị cũng nhận biết là tâm ta đang trống, đang lặng, đang yên. Thưa đại chúng, là phiền não khổ đau đó chỉ có mặt khi tâm thức các vị ngược xuôi về quá khứ hoặc chạy tới tương lai. Còn ngay hiện thời, cái tâm nhận biết của các vị đang chói sáng hiện tiền thì tôi đố có một thứ phiền não nào có mặt được. Ngay bây giờ phiền não có không? Thầy Phước Tịnh ông nói cuồn cuộn như súng bắn, nghe còn không kịp ở đó mà phiền như thế nào. Không có thể khởi tâm chạm về đâu được, thưa các vị. Nó phải dừng ngay bây giờ, ngay đây thôi. Cái chuyện đói khát, cái chuyện thiếu thốn, cái chuyện tiền bạc là cái chuyện chút nữa ra xe thì tính. Câu chuyện bây giờ là an trú tâm ngay hiện tiền, đang nghe từng lời tôi đến với các vị. Các vị có cần phải suy nghĩ gì là tại sao ông nói thế này, tại sao ông nói thế kia không? Không. Đơn giản là mở lòng ra, cái sự nhận biết đang có mặt hiện tiền để nghe tôi nói thôi. Thế thì an trú ngay phút giây hiện tiền gọi là đang an trú trong thể tánh như như tịch nhiên bất động. Chỉ cần nghe kinh thôi là đã có được trạng thái này. Ngay bây giờ là đang an trú trong trạng thái này, chứ các vị có tìm cầu gì đâu. Các vị nói cho tôi biết rằng các vị phải nhìn tôi rồi suy nghĩ mấy giây mới biết tôi là thầy Phước Tịnh sao? Không. Nhắm mắt, mở mắt, thấy liền là ổng là Phước Tịnh đó. Đúng hay là thật? Đúng quá. Nhắm mắt, mở mắt, thấy đây là cuốn kinh, đây là Đức Phật. Và người thân các vị nhắm mắt, mở mắt là thấy liền. Không cần phải suy nghĩ mất một giây. Đúng không? Thế thì cái nhận biết tỏ tường đơn thuần ngay bây giờ các vị đang sử dụng không phải Phật là gì? Nó vốn không phiền não, vốn không có tiếng thầm thì phê phán chi cả. Đâu có một dòng chữ suy nghĩ nào khởi lên khi các vị nhắm mắt mở mắt nhìn thấy đâu. Có không? Không. Nó chỉ đơn thuần là cái nhận biết tỏ tường sáng ngờ hiện tiền. Thì đây là trạng thái chi? Tâm Phật bất động vô sinh đang hiển hiện ngay nơi mắt của các vị, ngay nơi cái nghe của các vị, ngay nơi từng bước đi của các vị. Và nếu chúng ta quy chiếu về những đoạn thiền ngữ thì các vị thấy rất là dễ. Ví dụ như một hôm, Ngài Ngưỡng Sơn hay ai đó mang thư đến Nhan Quốc Sư Huệ Trung. Tôi không biết Ngưỡng Sơn ai, tôi không có nhớ kỹ mấy ông thiền sư đó đâu, nhiều quá. Quốc Sư hỏi, thầy mới dạy cái chi? Là một thiện tri thức một phương, dạy cái điều gì cho thiền chúng, tức là cho học chúng tới tu vậy? Ngưỡng Sơn từ bên trong đi qua bên tay, im lặng đi thôi. Ông nói ngoài cái đó còn cái chi nữa? Ông đi ngược lại, cái đó của thầy mi, còn mi là cái chi, hãy trình cho ta biết. Thì Ngưỡng Sơn nói dạ thưa quốc sư, là của con giống y thầy con cũng vừa trình rồi. Ông nói thôi được, ta biết rồi, thôi về đi. Thế thì trình cái gì vậy? Thưa đại chúng, không có một bước chân nào các vị bước trên mặt đại địa này mà thiếu năng lực của cái nhận biết mà các vị đi được nha. Các vị hình dung rằng từ nhà các vị lái xe tới đây, các vị có cần suy nghĩ trong đầu không? Gặp đèn đỏ thì dừng, gặp đường thì quẹo vô. Trong đây đã tắt hết những tiếng nói thầm thì là ta đang an trú trong tâm Phật bất động hiện tiền. Hay nói một cái từ dễ biết đó là cái nhận biết đơn thuần vô cùng tự nhiên đang có nơi các vị để các vị sử dụng một ngày. Thì cái biết này có khác gì với cái biết trong có pháp môn nào Đức Phật dạy không? Không.
Nhìn ra ngoài thì sơn hà đại địa, hình ảnh ra sao nó đều hiện ra, ta đều thấy. Đây là rừng, đây là nhà, đây là người, đây là xe. Có thứ nào nó không rõ ràng trước mắt các vị không? Đều rõ ràng, tỏ tường và không cần suy nghĩ chi cả. Quay vào bên trong. Thưa đại chúng, là từng cái buồn, từng cái giận, từng cái ghét, cái thương của các vị nó tuôn chảy cuồn cuộn phía trước các vị. Nếu các vị có một cái chút năng lực thì các vị sẽ thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Có từng dòng chữ, ý nghĩ của các vị dệt lên, các vị chỉ cần nhận biết thì nó là từng dòng chữ đang chạy, như cái biển quảng cáo chữ đang chạy, mà ta là người thấy. Có phải vậy không? Thế thì đang an trú trong cái sự nhận biết bất động cũng hàm một cái nghĩa rằng an trú ngay nơi đây thì an trú ngay nơi chính Phật tự hữu của các vị. Năng lực nhận biết là Phật tự hữu của các vị. Mà an trú được ngay nơi đây thì phiền não liền đoạn đứt, sầu khổ bất an liền vắng mặt, lo âu, sầu muộn, thất vọng, ủ ê, thưa các vị, đều rất sạch. Hiện tiền chỉ còn lại một trạng thái, đó là tâm nhận biết thôi, chứ không còn cái thứ gì khác nữa cả. Thế thì thưa các vị, không đoạn đứt được cái nhân của ba cõi sáu đường là gì? Không có thể tự mình xác chứng sinh ra tận phàm hành đã thành việc đáng làm, đã làm là gì? Rõ ràng là người sống được với điều này liên tục sáng ngời thì người đó biết được rằng con đường tử sinh mình chấm dứt ngay hiện tiền. Có niềm tin được với điều này, thưa các vị, người ta trị liệu những thứ phiền não người ta vô cùng dễ nghe. Khi có cái cơn buồn, khi có cơn giận đang sôi sục, các vị chỉ cần làm một việc là hãy bình tâm tĩnh trí lại, ngồi yên bình, nhìn đây là cái giận của tôi, đây là cái buồn của tôi, gọi tên á. Mới buồn đấy ư, mới giận đấy ư, cái gì là giận vậy, cái gì là buồn vậy, tại sao phải gọi tên nó vậy, tại sao? Do vì xưa tới giờ khi có buồn có giận là ta không có gọi tên mà ta thấy nó là ta, phải không? Bây giờ mình hãy làm một việc thông minh hơn là khi nó vừa sinh ra thì mình gọi tên nó để xác định mi là mi, ta là người đang gọi tên mi. Từ cái ta là người đang gọi tên đi đến cái bước thứ hai, ta là người thấy, mi là cái đối tượng bị ta thấy, nó rất gần nhau thưa các vị. Hãy gọi tên nó. Thế thì ta nhận diện được nó. Và nhận diện được nó thì ta là người thấy, ta là tâm Phật bất động vô sinh, ta là cái năng lực nhận biết hiện tiền, nó là cái bị biết, nó là cái sinh diệt đến đi mất còn đang rủi ngựa chạy trước mắt ta. Thưa các vị, mức độ cạn các vị là người làm chủ đời sống mình, các vị đoạn đứt được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn trong một tóc tai thôi. Không khó đâu nghe, trừ mình không làm. Mình muốn giữ nó lại để làm khổ nhục kế với người bên cạnh thì các vị cứ lưu nó vào hồ sơ, vào ổ cứng của các vị, có tới cả triệu, cả triệu viết trong này, rồi các vị vẫn còn muốn mua thêm để chứa nữa. Nhưng mà kỳ thật thì những cái ấy không phải là các vị, những cái ấy các vị có quyền bỏ nó xuống một cách rất nhẹ nhàng. Và thưa các vị, chưa cần đi vào cái chiều sâu sự giải thoát. Vững niềm tin với điều Phật dạy trong pháp môn nào, các vị hãy đọc cho kỹ đi, chứ đừng nghe thầy Phước Tịnh nói rồi vội tin. Các vị đọc vào lời Phật dạy. Điều thứ hai, các vị thử thực tập một chút xíu thôi thì các vị thấy đây là một pháp môn vô cùng hiệu nghiệm, giúp cho chúng ta ngay hiện đời chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc, có thể bỏ được phiền não vô cùng dễ, bỏ được bất an vô cùng dễ. Pháp môn của Phật, thưa các vị, là một loại linh dược giữa trần đời. Tội nghiệp thay là trần gian này có những người họ làm một năm vài trăm triệu, chứ không phải như chúng ta đâu. Đó là những minh tinh bằng bạc, đó là những người mẫu thời trang. Không biết cái phước của nó là cái phước gì nghe. Nó có làm cái chi nhiều nhặn đâu, nó đi ẻo qua ẻo về mà nó lấy hàng trăm triệu bạc. Thế nhưng mà cái tội là không có một pháp môn hành trì, cho nên nó thất tình, nó tuyệt vọng, nó tự giận, nó nhảy lầu, nó chết, uống thuốc độc nó chết. Trong khi nó chỉ cần làm một việc nhỏ thôi là chi? Nó nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi, nó thấy đây là cái buồn, đây là cái giận. Nó thấy được buồn giận thì nó sẽ thấy được cái chi? Đây là cái nỗi tuyệt vọng nè, đây là nỗi thất vọng não nề nè,
Đây là nỗi sầu thảm mà. Và khi nó thấy nỗi tuyệt vọng, thất vọng, sầu thảm thì nó là người thấy mọi thứ, dù cho cái thứ tuyệt vọng đó là lớn bằng trời, cũng là cái bị thấy, cũng là cái bên ngoài đó. Thì thưa các vị, nào đến nỗi tự sát một cách vô duyên vậy đó, chắc như vậy. Nếu một chút hương vị Phật Pháp là người ta đã sống an lạc với cuộc đời, đã hạnh phúc và thông dong, đã thoát được những cái chết nó vô cùng là phi lý. Người ta cứ đồng nhất người ta vào cái nỗi khổ, cho nên người ta chết một cách rất là tội nghiệp. Và mất một đời thì mất bao nhiêu đời, ngàn vạn đời trong cõi tử sinh. Trong khi cái chuyện giác ngộ thì nó vô cùng đơn giản, có cái chi khó đâu với cái chuyện mà các vị đi vào cái pháp hành trì của Phật dạy. Các vị là người thấy, mọi cái các vị nhận diện được là cái bị thấy, thì thưa các vị nó vô cùng giản dị. Và ta hãy là một người quan sát đơn thuần, hãy là cái sự nhận biết mà không có tiếng thì thầm gì hết, thì các vị thấy trạng thái tâm Phật bất động nó đang hiển hiện trong các vị. 11 giờ hơn rồi đó. Xin cảm ơn đại chúng.